Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc chặn tôm hùm Việt Nam mà không báo trước gây thiệt hại hàng tỷ đồng Ngày 22 tháng 9, VOA tiếng Việt loan tin tôm hùm Việt Nam bị chặn nhập khẩu vào Trung Quốc gây thiệt hại Theo đó, các xe tải chở tôm hùm Việt Nam trên đường xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu móng cái đã bị chặn lại sau khi Trung Quốc đột ngột ra lệnh hạn chế nhập khẩu gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ Chi cục Hải quan Móng Cái cho biết hình ảnh bản tin trên VOA. AFA cho hay, ngày 21 tháng 9, Hải quan Móng Cái đã thông báo với báo chí rằng tình trạng này đã diễn ra 3 ngày qua do Trung Quốc bất ngờ hạn chế nhập khẩu tôm hùm khiến nhiều doanh nghiệp không kịp trở tay. Chi cục Hải quan Móng Cái được thanh niên dẫn lời cho biết trước đây, Mỗi ngày có khoảng 100 xe hải sản từ sống lẫn đông lạnh được làm thủ tục xuất nhập khẩu và có khoảng 6 tấn tôm hùm đã chết trong những ngày qua. Tuy nhiên cũng có xe tải đã kịp chở hàng trở lại các đầm nuôi hay kho đông lạnh để bảo quản. Còn số tôm hùm chết đã được rao bán giải cứu trên mạng xã hội với giá khoảng 400.000 đồng mỗi ký. Theo AFA, trang mạng Dân Trí dẫn lời lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, Nguyên nhân của việc này là do phía Trung Quốc tăng cường kiểm soát dịch bệnh mà không báo trước. Tuy nhiên, đến 15 giờ ngày 22 tháng 9, toàn bộ các xe chở tôm hùm bị kẹt đã được xuất sang Trung Quốc trở lại. Dân trí dẫn nguồn từ chi cục hải quan móng cái cho biết và hiện không còn xe hàng nào tồn động tại khu vực cảng. Cụ thể, trong ngày 22 tháng 9 đã có 65 xe hàng thủy sản tươi sống cũng như đông lạnh xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu này trong đó có 45 xe tôm hùm, 20 xe cua, ngao, ốc. Hình ảnh xe container chở nông sản chờ xuất khẩu ở cửa khẩu với Trung Quốc. AFA cho biết thêm, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu chủ lực của các mặt hàng nông sản cũng như thủy hải sản Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là một thị trường nhiều rủi ro vì đã nhiều lần đóng cửa khẩu khiến nông sản Việt Nam phải bán đổ bán tháo hay đổ bỏ hàng loạt. Gần nhất đây, ngày 11 tháng 9, báo công thương cho hay, sầu riêng, chuối, mít, thanh long bị Trung Quốc dừng nhập khẩu, khiến hàng trăm container ùn ứ tại cửa khẩu. Đây là thời điểm khá nhạy cảm vì trùng với chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam và việc Mỹ đã ký nâng vượt cấp mối quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Nhiều ý kiến đặt vấn đề dừng việc nhập khẩu hàng Việt Nam của Trung Quốc, kể cả hàng nông sản và hàng thủy hải sản nêu trên, phải chăng là hành động trả thù cho việc Việt Nam dám xích lại gần Mỹ? Hình ảnh báo công thương tường thuật lý giải của Bộ Nông nghiệp về việc hàng nông sản Việt Nam bị Trung Quốc chặn ngày 11 tháng 9. Báo Công Thường dẫn lời ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, việc tạm dừng khai thác này là để yêu cầu doanh nghiệp, cơ quan quản lý địa phương phải làm rõ nguyên nhân vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật được phía Trung Quốc thông báo khi nào là hoàn thành xong sẽ tiếp tục được xuất khẩu trở lại. Đồng thời, một loạt các báo khác đều đưa tin dẫn lời ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế của cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, nói rằng hoạt động xuất khẩu tại Lạng Sơn vẫn bình thường. Tuy nhiên, vì chưa ký được nghị định thư kiểm duyệt với Trung Quốc, nên Trung Quốc kiểm dịch 100% sầu riêng Việt Nam. Khiến năng suất thông quan giữa các cửa khẩu chưa cao, có vẻ như thông tin của ông Hoàng Trung và ông Hoàng Khánh Duy hơi mâu thuẫn, dù cả hai đều có ý bao biện cho Trung Quốc. Trung Quốc đã rất nhiều lần sử dụng việc dừng nhập khẩu như một hình thức trừng phạt chính trị khi có bất đồng xảy ra. Điển hình là cuộc chiến chuối diễn ra giữa Trung Quốc và Philippines vào năm 2012, khi đó Trung Quốc đã dừng nhập khẩu chuối từ Philippines khiến các doanh nghiệp xuất khẩu của Philippines thiệt hại hàng tỷ peso. Phía Trung Quốc lấy lý do an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng phía Philippines cáo buộc là do có động cơ chính trị. Sự việc xảy ra cùng thời điểm với những căng thẳng quanh bãi đá Scarborough do Philippines kiểm soát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Trung Quốc chặn tôm hùm Việt Nam mà không báo trước gây thiệt hại hàng tỷ đồng việc thực thi luật pháp ở Việt Nam thường nhảy từ thái cực này sang thái cực khác. Ngày 22 tháng 9 trên Facebook Đức Minh Nguyễn có bài bình luận về thực trạng của hệ thống pháp luật Việt Nam. Theo đó, các yêu cầu thực thi pháp luật luôn nhảy từ thái cực này sang thái cực khác. Tác giả cho biết ngồi nói chuyện với một luật sư nước ngoài có hàng chục năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tác giả hỏi, điều gì khó khăn nhất khi đầu tư vào việt nam ông luật sư trả lời sự khó tiên đoán của pháp luật nhất là khâu thực thi ông ta lấy ví dụ về vấn đề phòng cháy chữa cháy đang rất nóng hiện nay về mặt pháp luật trên giấy mà nói quy định về phòng cháy chữa cháy của việt nam yêu cầu khá cao so với các nước thu nhập trung bình thấp hình ảnh status trên facebook đức minh nguyễn Trước đây khi thực thi, các cán bộ phòng cháy chữa cháy cũng đơn giản hóa hoặc bỏ qua một số yêu cầu mà họ cho là không thực sự cần thiết. Quy định nào nhất định phải tuân thủ, quy định nào có thể linh hoạt là luật bất thành văn giữa những người làm thực tiễn. Nhưng đến khi có vụ cháy lớn, chính quyền ra quân ra soát rầm rộ và yêu cầu phải tuân thủ 100%. Đây là sự thay đổi về thực thi pháp luật một cách đột ngột, không có lộ trình, không thể dự liệu, chi phí lớn nhiều trường hợp bất khả thi thậm chí hồi tố lật lại những quyết định trước đó của chính họ vị luật sư nước ngoài cho hay thực ra nhà đầu tư đến từ nước ông không ngại tuân thủ quy định dù chi phí có thể cao nhưng quan trọng là phải rõ ràng từ đầu để họ còn lập kế hoạch họ không kinh doanh một mình mỗi lần thay đổi như vậy là họ phải đàm phán với ngân hàng phải xin phép các cổ đông để điều chỉnh dòng tiền ông luật sư nói thêm không chỉ phòng cháy chữa cháy cứ có vụ ngộ độc thực phẩm chết người hay ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc dư luận rộ lên một vấn đề gì đó là hệ thống chính quyền sẽ phản ứng rất mạnh khiến các doanh nghiệp luôn ở thế bị động. Tác giả đưa ra nhận xét rằng Việt Nam vẫn hay nhảy từ thái cực này sang thái cực khác như vậy. Ông luật sư gật đầu chính xác. Hình ảnh luật một đằng thực thi một nẻo là chuyện thường ngày ở Việt Nam. Tác giả nói ông nghĩ rằng một phần nguyên nhân là do hệ thống hành chính của việt nam bị chính trị hóa quá mạnh nó không hành động theo các tiêu chuẩn quản trị công mà theo áp lực chính trị áp lực dư luận nhiều hơn điều đó cũng có cái hay là đôi lúc vấn đề được giải quyết rất nhanh nhưng cái dở là sự thiếu ổn định của pháp luật và môi trường kinh doanh ông luật sư đồng ý và hỏi người việt nam có nghĩ đến giải pháp gì không tác giả trả lời bản thân lãnh đạo cũng thích như vậy vì quyền lực của họ mạnh hơn ở việt nam cũng có một số người kêu gọi cần có sự độc lập nhất định giữa hành chính và chính trị nhưng mà có vẻ xu hướng chính trị hóa ngày càng thắng thế quả thực nếu ở một quốc gia dân chủ pháp quyền hệ thống hành pháp chỉ vận hành theo các quy định của pháp luật không chịu sự chi phối của bất kỳ đảng phái nào khi đó dù đảng nào cầm quyền hoặc thậm chí có giai đoạn chính trị khủng hoảng không thành lập được chính phủ thì hệ thống hành pháp vẫn vận hành trơn tru điều này tạo ra sự bình an và ổn định cho xã hội bất kể những thay đổi về chính trị ở việt nam pháp quyền chỉ là khái niệm xuất hiện trong các báo cáo tài liệu nghiên cứu lúc bình thường cả xã hội vận hành nhờ các mối quan hệ nhờ các kiểu phong bao phong bì chứ chẳng mấy ai quan tâm đến quy định của pháp luật bởi quan chức công chức mới là người quyết định hoặc giải quyết vấn đề chỉ khi đấu đá nội bộ hoặc có những sự cố lớn gây ảnh hưởng đến xã hội, lúc đó người ta mới dở văn bản luật ra soi. Một xã hội như vậy tạo ra sự bất an cho tất cả mọi người, đặc biệt là giới doanh nghiệp, rất cần sự ổn định để làm ăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Việc thực thi luật pháp ở Việt Nam thường nhảy từ thái cực này sang thái cực khác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d